Ronaldo ủng hộ Ả Rập Xê Út đăng cai World Cup 2034. Cristiano Ronaldo dành sự ủng hộ cho Ả Rập Xê Út giành quyền đăng cai World Cup sau đây 10 năm. Trên trang cá nhân X của mình, Cristiano Ronaldo đã dành sự ủng hộ của mình đối với Ả Rập Xê Út, quốc gia gần như chắc chắn giành quyền đăng cai vòng chung kết World Cup 2034. Theo đó, siêu sao người Bồ Đào Nha chia sẻ đoạn trailer mà phía quốc gia Trung Đông này thực hiện để quảng bá, giới thiệu về đất nước cũng như bóng đá của họ. Tự hào ủng hộ những giấc mơ của một quốc gia hy vọng mang FIFA World Cup tới Saudi năm 2034, Ronaldo viết cùng gắn hashtag chúng ta lớn mạnh, cùng nhau. Trong đoạn video được thực hiện, nội dung cũng thể hiện những dấu ấn của bóng đá Ả Rập Xê Út trong lịch sử từ kỳ World Cup 1994 cho đến sự phát triển của Saudi Pro League hiện tại. Chúng tôi tin vào sức mạnh của bóng đá, sức mạnh mang đến cho chúng ta niềm vui và tạo ra những khoảnh khắc sống mãi. Bạn thấy đấy, nó còn hơn cả một trò chơi. Đó là niềm đam mê, một con đường của cuộc sống, một thứ ngôn ngữ toàn cầu kết nối tất cả chúng ta. Chúng ta đi trên một hành trình đầy phấn khích, nhưng chúng tôi mới chỉ bắt đầu. Chúng tôi chào đón các vị khách với đôi tay rộng mở và những trái tim ấm áp. Chào đón hàng triệu người, chia sẻ nền văn hóa và những trải nghiệm của chúng tôi. Tham vọng của chúng tôi không có giới hạn, tin vào tiềm năng có trong mọi trẻ em, mọi cầu thủ và mọi cộng đồng. Và chúng tôi đã gây chú ý trên toàn thế giới. Đầu tư cho tương lai, mở khóa những tài năng và đã đến lúc chia sẻ với thế giới. Bóng đá có sức mạnh kết nối các nền văn hóa và tạo nên những mối liên kết không thể phá vỡ để hồi hộp, kích thích và truyền cảm hứng. Vậy chúng tôi tin vào điều gì? Chúng tôi tin vào sự lớn mạnh, cùng nhau. Trong đoạn clip có sự hiện diện của Ronaldo, Neymar, Karim Benzema, những siêu sao đang thi đấu tại Saudi Pro League và nhiều khoảnh khắc của các ngôi sao Ả Rập Xê Út của đội tuyển quốc gia nước này tại các kỳ World Cup. World Cup 2034 là sự kiện lần thứ 25 trong lịch sử giải đấu. Hiện tại, chỉ có Ả Rập Xê Út là ứng viên duy nhất gửi hồ sơ chạy đua đăng cai trước thời hạn FIFA đề ra là ngày 31 tháng 10 năm 2023. Thuận lợi cho Ả Rập Xê Út trong cuộc đua là sau khi World Cup 2026 tổ chức ở Bắc Mỹ, Mexico, Canada liên kết và World Cup 2030 tổ chức ở ba châu lục, châu Phi, châu Âu và Nam Mỹ, nên World Cup 2034 sẽ đến châu Á hoặc châu Đại Dương. Ban đầu, cũng có một số mối liên kết để tham gia chạy đua đăng cai World Cup 2034 như Đông Nam Á hay sự liên kết của Australia, New Zealand, Indonesia, Malaysia, Philippines của Trung Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Macau, Trung Quốc của Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, nhưng vì nhiều lý do, tất cả đều tan rã. Ronaldo chuyển đến Ả Rập Xê Út đầu quân cho Al Nassr vào năm 2023 từ Manchester United. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã ghi 53 bàn sau 59 lần ra sân cho câu lạc bộ của mình. Mới đây, cầu thủ 39 tuổi đã giành giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 và đây là giải cá nhân thứ tư của anh tại Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo đóng một vai trò rất lớn trong sự phát triển của giải đấu. Anh là lý do chính khiến một số tên tuổi lớn quyết định đến Ả Rập Xê Út, kéo theo trình độ của giải đấu cũng tăng lên đáng kể.